Lễ đưa tiễn vắng lặng của ca sĩ Việt Quang khiến khán giả xót xa. Chia sẻ với Zing, bà Hoàng Tích Lệ, chị gái Việt Quang cho biết, lễ tang của nam ca sĩ được tổ chức đơn giản tại nhà riêng sau khi liệm thi hài Việt Quang được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, công viên Nghĩa Trang Củ Chi vào 11 giờ ngày 12 tháng 8. Do bối cảnh dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chỉ tổ chức lễ viếng nhỏ với sự có mặt của người thân. Gia đình tôi đau xót bối rối khi em trai qua đời trong thời điểm dịch bệnh. Anh em nghệ sĩ không thể tiễn đưa em đoạn đường cuối, nhưng tôi tin rằng tình cảm và sự yêu mến của mọi người sẽ khiến em cảm thấy an lòng, yên nghỉ, bà Bích Lệ nói. Ca sĩ Việt Quang qua đời ở tuổi 44. Việt Quang trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 12 tháng 8 tại nhà riêng. 3 tháng qua, nam ca sĩ chiến đấu với căn bệnh viêm phổi nặng. Những ngày cuối đời, chị gái Việt Quang cho biết anh thường xuyên bị đau đầu, ói nhiều, không uống thuốc, ăn uống khó khăn. Tuy vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, không than thở với người thân, bạn bè. Nhiều đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời chia buồn khi biết tin ca sĩ Việt Quang qua đời. Quang Thành kể cách đây ít ngày anh có hỏi thăm sức khỏe Việt Quang và còn được ca sĩ trấn an. Lúc đó em nói em ổn rồi, Việt Quang ơi, còn gì buồn hơn nữa không? Lời nguyện cầu riêng cho em đã tan biến thật rồi. Em đã đi để lại mẹ già, anh chị em và những người yêu em, anh chia sẻ. Việt Quang sinh năm 1977, nổi tiếng từ đầu những năm 2000, cùng thời với Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Quang Vinh, Thanh Thảo. Ban đầu Việt Quang muốn phát triển sự nghiệp diễn viên thay vì ca sĩ. Anh từng theo học trường sân khấu điện ảnh và cùng khóa với Thái Hòa. Thế rồi âm nhạc đến với anh như mối duyên, trong một lần được Thái Hòa giới thiệu làm MC ở sự kiện âm nhạc. Anh có chất giọng nam cao, ngoại hình điển trai và là chủ nhân của nhiều bài hit như Về Đây, Tình Phiêu Lãng, Tình Ơi, Cà Phê Buồn, Thời Sinh Viên. Những ca khúc của anh gắn liền với tuổi thanh xuân của những khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.